Em vừa Lan Đồng Trâm xin kính chào toàn thể các cô, các chú, các anh, các chị yêu Lan trên mọi miền Tổ quốc nhé anh chị nhé. Hôm nay em sẽ lên phiên bán hàng ngày 30 tháng 5 cho toàn thể các cô, các chú, các anh chị của em xem ạ. Tại vì lý do là mạng của nhà em hôm nay quá yếu nên em không thể live trực tiếp được cho toàn thể cả nhà. Nên rất mong các cô, các chú, các anh chị thông cảm giúp nhà vườn em Trâm. Em Trâm xin cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Và hẹn gặp lại anh chị vô ngày mai, nghĩa là 21 giờ ngày mai. Em sẽ like cho toàn thể các cô, các chú, các anh, các chị nhé. Nên là một cái video em không thể lên được trực tiếp nhiều dòng lan. Thì rất mong các cô, các chú, các anh, các chị thông cảm giúp nhà vườn em Trâm. Em Trâm xin cảm ơn cả nhà nhé. Và không làm mất thời gian của anh chị nhiều, em sẽ lên video và lên phiên bán hàng luôn cho toàn thể các cô, các chú, các anh, các chị nhé. Rất mong các bác thông cảm giúp nhà vườn em ạ. Do sự cố mạng rất là yếu anh chị ơi. Nói chung là ai mà vô vườn nhà em thì cũng biết nhé. Nhà em ở rất là xa, ở vùng núi cao nên là mạng rất là yếu luôn các bác ạ. Wifi không thể bắt tới mà xài lại 4G. Hôm nay không quay được 4G luôn anh chị ơi. Nên là các bác thông cảm nha. Rồi em lên cặp đầu tiên cho cả nhà này. Một em siêu phẩm trầm thanh củi anh chị ơi. Riêng dòng trầm thanh củi anh chị nhá, hoa cực kỳ thơm và rất là bền anh chị ơi, hoa tím đậm, hoa bao thơm. Ai chốt được cặp số 1 này chốt cho em với giá là 250k một cặp này, em bao ship nhanh này. Em cho các bác xem này. Cặp trầm thanh củi này nó rất là nhiều thân luôn. Ai chốt được đơn này chốt cho em cặp số 1 nhá, 250k em bao ship nhanh. Mã số 1 cho em. Các bác chốt được đơn nào thì cứ liên hệ trực tiếp cho nhà vườn em Trâm theo số điện thoại 0352 06 869 nhá. Mã số 2 cho em nha. Trầm này là trầm cổ này anh chị ơi. Mã số 2. Một trầm cổ, một trầm thanh củi luôn. Ai chốt được mã số 2 này chốt cho em là 200.000 em bao ship nhanh. Cô chú anh chị nào chốt được mã số 2 này chốt cho em 200.000 em bao ship nhanh nhé. Mã số 2 ạ. Đó, em bao ship nhanh luôn cho các bác nha. Mã số 3 cho nhà vườn em Trâm là một trộm nhạn tháng 4 đang nụ. Anh chị ơi, nói chung nó còn những cái nụ quấy như thế này anh chị nhé. Hai cái cây lá mít chỉ thiên này thì nó đã ra nụ anh chị này. Mua là mua quý của hai cái cây mít, lá mít chỉ thiên và một cái cây nhỏ này. Nhạn tháng 4 này em bán cho các bác là 240k. Em bao ship nhanh. Cô chú anh chị nào yêu thương được nhạn tháng 4 đơn này thì lên đơn nhạn tháng 4 cho em 240k. Em bao ship nhanh đơn này. Cô chú anh chị nào chốt được đơn này lên đơn cho em 240. Em bao ship nhanh nha. Rồi em lên tiếp theo cho các anh chị. Mã đấy là mã số 3 nhé cả nhà nha. Anh chốt nhạn chốt cho em mã số 3 nha. Mã số 4 là một chậu đen rô xuân. Đây, thân lá rất là nhiều luôn. Ai chốt được mã số 4 này em để cho các bác 220.000 em bao ship nhanh thôi. Mã số 4 nha. 220 về các bác tự sổ hoa. Riêng cái dòng đen rô xuân này hoa cực kỳ bền và rất là đẹp, bông to nha anh chị nha. Thân lá nó cũng rất là đỉnh luôn. Ai chốt được đơn này chốt cho em nha. Mã số 5 cho em là một chậu sơn thủy tiên. Thân thủ to, bản lá đẹp. Mã số 5 này, ai chốt được mã số 5 đơn này chốt cho nhà vườn em Trâm nhé. Với giá là 220k, em bao ship nhanh mã số 5. Cô chú anh chị nào chốt được mã số 5 đơn này lên đơn mã số 5 giúp em Trâm ạ. Mã số 6 đây ạ. Mã số 6 là một đơn nhạn, quên em xin lỗi, một đơn quế nhá. Quế trắng tháng 8 nhé, nói chung là nó hơi bị nụn lá xíu. Em cũng xả luôn đơn này cho các bác là 180k, em bao ship nhanh. Ai chốt được mã số 6 thì chốt đơn quế, quế cho em nhé. Mã số 7 cho cả nhà đây ạ, là một em đuôi chồn. Thân lá cực kỳ đẹp và rất là thơm. Cô chú anh chị nào yêu thương được đơn đuôi chồn này chốt đơn đuôi chồn này cho nhà vườn em Trâm. Với giá là 180k bao ship nhanh. Đuôi chồn hoa rất là đẹp và cực kỳ thơm anh chị nhé. Mã số 8 đúng không ạ? Mã số 9 cho em là một chậu đen rô xuân. Mã số 9 là một em đen rô xuân. Em xin bán đơn đen rô xuân này cho toàn thể các cô, các chú, các anh chị chốt đơn đen rô xuân này cho nhà vườn em Trâm. Với giá cho em là 220k, em bao ship nhanh cái chậu đùi gà. Đùi gà này hoa tím anh chị nhá, 220k em bao ship nhanh đùi gà. Có cả đùi gà tròn, đùi gà dẹp luôn. Ai anh chị nào chốt được chậu đùi gà này chốt cho em là 220k em bao ship nhanh. Ai yêu được chậu đùi gà này lên đơn đùi gà cho em. Mã số 10 cho nhà vườn em Trâm nha. Là một em quế, quế tháng 8 anh chị ơi. Quế tháng 8, ba con này rất là đẹp luôn. Với cái lực chăm mà cây nó đã thuần, bước qua năm nay là năm thứ 3 rồi. Thì về các bác là năm thứ 4, năm thứ 5, năm thứ 6 và
và cả về sau này nữa anh chị nhé, là cái cây của nó lên cực kỳ khỏe và rất là đẹp luôn. Ai chốt được đơn này chốt cho nhà vườn em Trâm là 220k. Em bao ship nhanh đơn này anh chị nhé, 220k, mã số 9 nhé. Quê trắng tháng 8 đấy ạ, hàng Gia Lai nhé anh chị nhé. Rồi, lên mã số 9 này. Rồi mã số 10 đúng không cả nhà? Một cặp hoàng thảo vôi, rất là đẹp như thế này luôn. Các bác nhìn thấy không? Xanh mơn mởn luôn. Ai chốt được cặp hoàng thảo vôi, chốt cho em mã số 10. Em bán mã số 10 này cho toàn thể các cô, các chú, các anh chị chốt mã số 10 này cho nhà vườn em Trâm. Với giá là 250k một cặp, em bao ship nhanh hoàng thảo vôi nhé. Giá cực kỳ yêu. Anh chị nào chốt được đơn này chốt cho em 250, em bao ship nhanh. Đấy, cặp số 10 cho em. Mã số 11, một bảng long tu, cho bác nào gộp đơn nhé. Đơn này em xả luôn 50k. Đó, 50k cho em, có đơn thì em sẽ đi đơn. Cái này giá thể hơi mục của tí rồi, em xả luôn cho các bác 50k long tu xuân. Mã số 12 cho em là 5 cành trắng họng tím anh chị nhé. Rất là nhiều thân, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 thân. 5 cành trắng họng tím, trộm này 10 thân. Cô chú anh chị nào chốt được đơn 5 cành trắng họng tím, đơn này em bán cho các bác, trộm này chỉ có giá là 220k. Em bao ship nhanh 5 cành trắng họng tím anh chị nhé, hoa cực kỳ đẹp luôn. Cái này thì thân cứ già tới đâu là ra hoa các anh chị ơi. Nó sẽ không ra hoa theo mùa, giống như là mùa xuân hoặc là mùa Tết. Cái này nó sẽ ra hoa lai rai anh chị nhé. Lên đây chốt được đơn này thì chốt cho em nhé. Chốt cho em mã số 12. Đó, mã số 12 cho em. Lên tiếp theo cho các bác mã số 13. Một chùm cỏ 1DH. Mã số 13 cho em một chùm cỏ này. Chỗ này nhiều đầu chưa các bác ơi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 nha. Một chùm DH77, rất là nhiều đầu luôn. Ai chốt mã số 13 này chốt cho em đơn này 300k, em bao ship nhanh nhé. Mã số 13, 1 chùm cổ 1DH 300k, em bao ship nhanh. Chậu rất là nhiều thân luôn, ấy, cực kỳ đẹp luôn. Ai chốt được mã số 13 thì lên đơn mã số 13 cho em Trần nhé. Rồi em liên tiếp cho các bác là mã số 14, một đen rô vàng kim cương. Chậu nó như thế này anh chị này. Đó, một vòng vàng kim cương, hoa rất là đẹp luôn. Mã số 14 này là 220k, em bao ship nhanh. Ai chốt được mã số 14 này lên đơn cho em vàng kim cương nhé. 220k, em bao ship nhanh, vàng kim cương là mã số 14. Hoa cực kỳ đẹp và rất là thơm luôn. Hoa rất là đẹp và cực kỳ thơm luôn. Rồi em lên tiếp nhé cả nhà nhé, còn rất là nhiều mặt hàng. Mã số 15 cho em một bảng đơn ca, đẹp như thế này. Em bán mã số 15 này cho toàn thể các cô chú anh chị chốt đơn này cho em 70k nhé. Và đơn này gộp thêm một đơn nữa thì em mới bao ship được nhé. Còn hai một đơn em không bao ship được đâu ạ. Rồi mã số 16 cho em hạt vĩ thiên cung nữ bố đây. Bảng rất là đẹp luôn. Ai chốt được bảng này chốt cho em 150k, em bao ship nhanh, là mã số 16 nhé. Các bác có thể chốt đơn trực tiếp cho nhà vườn em trên theo số điện thoại 0352060869 giúp nhà vườn em Trâm. Em Trâm xin cảm ơn. Các bác có thể chốt trực tiếp trên line giúp nhà vườn em Trâm. Rồi em lên tiếp mã số 17 cho các bác nhá. Cái mã số 17 này xíu em lên luôn nhá. Để em xíu này. Mã số 17 mời các bác ngắm hoa kiều. Kiều vuông lộc bắc thì hoa bông rất là to này. Đấy, đỡ cháy mùa mà bông rất là to nhá. Đây bông hoa kiều, đây bông to, bông rất là đẹp luôn này. Kiều vuông lộc bắc cho em. Hoa có mùi thơm nhẹ anh chị ơi, lồng đèn đấy, hay gọi là đồng đèn, hoa rất là đẹp luôn nha. Đây kiểu vuông lộc bắc bông to, bông rất là đẹp như thế này anh chị nha. Và em lên mã số 17 cho toàn thể các cô các chú chốt đơn này cho em. Hai chậu kiểu vuông lộc bắc rất là đẹp. Mã số 17 đơn này em bán cho toàn thể các cô các chú chốt đơn này cho em là 220k, em bao ship nhanh. Là các bác sẽ sở hữu được một dòng kiểu vuông lộc bắc như thế này này anh chị ơi này. Ok cho mặt hoa như thế này, cho toàn thể các cô các chú các anh các chị xem nhé. Còn những bác nào mà mua lan của nhà vườn em Trâm, mình chưa biết mặt bông mà có số điện thoại trên Zalo, thì các bác có thể kết bạn trực tiếp cho nhà vườn em Trâm theo số điện thoại 0352060869 giúp nhà vườn em Trâm. Để em Trâm có thể tư vấn cây cho cả nhà và tư vấn cho các bác cây này, tư vấn cho cả nhà cách chăm sóc anh chị nhé, khi các bác không biết anh chị nha. Rất là nhiều vấn đề luôn anh chị ơi. Rồi, lên một chậu thanh đạm Indo.
Em lên một chậu thanh đạm Indo nhé, chậu này cực kỳ to và rất là đẹp luôn. Ai yêu thương được chậu thanh đạm Indo này chốt cho em với giá là 450k một chậu, em bao ship nhanh nhá. Thanh đạm Indo, hoa thì dài, hoa rất là đẹp và cực kỳ thơm. Ai yêu thương được thanh đạm Indo chốt thanh đạm Indo cho em nhá. Chốt cho em thanh đạm Indo là mã số 19 đấy chị nhá. Mã số 20 đấy chị ơi, là một chậu cát vua mèo. Cát vua mèo là cát dòng này là cát cương sơn anh chị nhé. Chỗ này em bán 200k bao ship nhanh. Ai chốt được đơn này chốt cho em 200k. Em bao ship nhanh là mã số 20 anh chị nhé. Và em Trâm xin kết thúc phiên bán hàng tại đây anh chị nhé. Kính chúc toàn thể các cô, các chú, các anh chị có một buổi tối vui vẻ nhé anh chị nhé. Cả nhà coi lại coi video của em Trâm thì cho em gái xin muốn nút thích bài và muốn nút đăng ký kênh nhé, để em có thể lên nhiều dòng lan đẹp đẽ cho các bác nhé. Tại vì lên video cũng có số lượng thôi, nên là em lên rất là ít mặt hàng nhé anh chị nhé. Chuyên nhà vườn em còn rất là nhiều, dòng gì cũng có anh chị ơi. Hoa cực kỳ thơm đây ạ. Đó, đây là mặt hoa kiều vuông lục bắc anh chị nhé, bông to bông rất là đẹp luôn. Ai yêu thương được dòng gì ủng hộ em. Em xin chào cả nhà.